Tí hon đóng giày. Sửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ xinh, có bác thợ giày tên Sam vô cùng giỏi giang. Nói bác là nghệ sĩ đóng giày cũng chả sai, bởi bác có thể nhốt mình trong xưởng giày cả ngày để đóng được một đôi giày đẹp. Ấy thế nhưng, bỗng một ngày nọ, sức sáng tạo, niềm say mê với giày của bác trở nên nhạt nhòa. Xưởng giày của bác làm ăn ngày một sa sút. Bên chiếc bàn nhỏ, bác Sam ngồi mân mê miếng da, buồn rầu nghĩ ngợi. Trời ơi, mình không sao chấp kim khâu được. Vợ mình nói đúng, nếu cứ như này thì cuộc sống sẽ đi đâu về đâu chứ. Bác buồn rầu nhớ lại ngày xưa, khi mà việc làm ăn còn thuận lợi. Xưởng giày của bác lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, ai nấy đều hào hứng với những đôi giày do bác làm ra. Vợ bác ngắm nhìn xưởng giày đông khách, bảo với bác: Ông xem, khách đến mua giày ai cũng khen mấy mẫu mới của ông kìa. Bác thợ giày vui vẻ nhìn những người khách thử giày, ai nấy đều rạng rỡ chọn cho mình đôi giày ưng ý. Thế mà bây giờ, chỉ có mấy năm mà hoàn cảnh đã thật khác. Bác Sam buồn bã, vuốt phẳng lại tấm da trên bàn, thở dài. Mới ngày nào xưởng giày còn tấp nập khách ra vào, nay thì... Nhưng mình không thể vì thế mà làm những đôi giày cũ kỹ như trăm nghìn đôi giày ngoài kia, không có chút sáng tạo nào. Mệt mỏi với những suy nghĩ bộn bề trong đầu, bác rầu rĩ quay sang thổi tắt ngọn nến trên bàn. Ngày hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa nhà vợ chồng bác thợ giày, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng vợ bác dịu dàng vang lên trong căn nhà nhỏ. Hôm qua ông làm gì ở xưởng đến tận khuya thế? Còn có mỗi một miếng da cuối cùng thôi mà. Bác Sam thở dài trả lời vợ. Tôi tính cố làm nốt đôi giày bóng bằng miếng da ấy, rồi đóng xưởng bà. Người vợ lắng nghe chồng nói, buồn rầu bảo. Tôi biết ông rất trọng nghiệp đánh giày được truyền từ đời cha của ông, nhưng cuộc sống quả thật quá khó khăn, ta phải tính cách khác thôi. Bác Sam sụ mặt xuống, chán nản. Tôi hiểu, việc này tôi cũng đã quyết rồi bà ạ. Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm hứng để đóng một đôi giày đẹp. Việc đóng xưởng cũng là chuyện tất yếu thôi. Vợ bác an ủi. Lô giày đóng trong xưởng của ông tôi vừa bán hết đi rồi, tuy giá rẻ nhưng cũng để ra được một ít đồng. Ông cứ từ từ tìm một công việc mới phù hợp. Bác Sam gật đầu. Được rồi, bà để tôi vào xưởng nốt hôm nay nữa thôi. Tôi muốn đóng nốt đôi giày từ miếng da còn lại kia. Vợ bác nhanh nhẩu bảo. Vậy giờ để tôi vào dọn dẹp luôn, xem còn thứ gì dùng được. Bước vào xưởng, chợt vợ chồng bác Sam sửng sốt nhìn trên bàn. Một đôi giày da hoàn thiện, đẹp đẽ, bóng loáng. Người vợ vui vẻ thốt lên. Ôi, đôi giày đã được hoàn thiện đẹp như thế kia, sao nãy ông bảo là chưa làm xong. Bác Sam tới bên bàn, cầm đôi giày lên, ngạc nhiên hết sức. Hả? Thật lạ lùng, tôi còn chưa đụng đến chiếc kim khâu, sao có thể? Đôi giày này không phải do tôi làm. Vợ bác trách nhẹ chồng. Cái ông này nói như thế nào ấy, không ông làm thì ai làm? Vợ bác chăm chú nhìn đôi giày, chép miệng. Nhưng mà quả thật lâu lắm rồi, tôi chưa thấy ông làm được đôi giày nào đẹp như thế này. Cầm đôi giày trên tay, bác Sam ngắm nhìn từng đường kim mũi chỉ. Đúng là một đôi giày rất đẹp, tỉ mỉ, phá cách, lại không một lỗi nào. Người làm đôi giày này trình độ phải tương đương một thợ cả. Bên cạnh bác, người vợ mê mải ngắm nhìn những đường khâu tuyệt mỹ trên đôi giày. Bác thợ giày hết sức băn khoăn về nguồn gốc đôi giày kỳ lạ. Đôi giày này xuất hiện từ đâu chứ? Những đường nét đột phá này đúng kiểu mình đang nghĩ trong đầu, nhưng chưa thể chấp kim khâu. Tiếng một vị khách vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bác thợ giày. Đã từ lâu tôi luôn mơ có được đôi giày đẹp, đường kim mũi chỉ tuyệt vời thế này nè, hãy bán cho tôi đôi giày này đi. Ông khách từ lúc nào bước vào xưởng giày của bác Sam, ông ta dúi vào tay vợ chồng bác Sam một túi tiền. Bác Sam vội vàng từ chối. Số tiền này quá nhiều, chúng tôi không thể nhận của bác được. Ông khách vui vẻ nói. Đôi giày này tôi rất ưng ý, nó xứng đáng được trả cao hơn nữa kìa. Vợ bác Sam nhanh nhẩu bảo với người khách. Cảm ơn bác, chúng tôi sẽ mua thêm nhiều da mới để làm những đôi giày đẹp như vậy.
Vợ chồng bác Sam nhìn theo ông khách đi đôi giày mới đầy phấn chấn. Bác Sam quay sang ngạc nhiên nhìn vợ. Bà thật sự muốn tôi mua thêm da để tiếp tục đóng giày ư? Nhưng đôi giày đó không phải tôi làm ra mà. Vợ bác mỉm cười động viên chồng. Điều quan trọng là tôi nhìn thấy trong mắt ông niềm say mê sáng tạo đã quay trở lại. Tôi chắc chắn ông hoàn toàn có khả năng làm những đôi giày còn đẹp hơn như thế nữa. Bác Sam nhìn vợ, nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt ông bừng sáng lên niềm say mê, tưởng chừng đã tắt. Bác Sam phấn khởi, mua về xưởng những miếng da lớn, tiếp tục hăng say với công việc yêu thích của mình. Khi màn đêm buông xuống, bác thợ giày vẫn mải mê làm việc không ngừng nghỉ. Dưới ánh đèn vàng, bác tỉ mỉ đo cắt từng miếng da, định để sáng hôm sau sẽ khâu tiếp. Thế nhưng sáng hôm sau, vợ chồng bác hết sức sửng sốt khi bước vào xưởng. Những đôi giày đã hoàn thiện được đặt ngay ngắn trên bàn. Những đôi giày đủ mọi kiểu dáng, đẹp đẽ, bóng loáng. Giống hệt như lần trước đó, chỉ sau một đêm, những đôi giày được hoàn thiện một cách tỉ mỉ, công phu. Vợ bác nhìn những đôi giày để trên bàn, kinh ngạc quay sang hỏi. Hả? Làm thế nào mà chỉ trong một đêm, ông có thể làm xong được ngần này đôi giày? Bác Sam nhấc hết đôi giày này đến đôi giày khác lên ngắm nhìn, bảo với vợ. Tôi đã nói rồi bà, cả đôi giày lần trước lẫn những đôi giày này đều không phải do tôi làm. Bà vợ thắc mắc. Vậy thì ai đã làm chúng chứ? Bác Sam cầm đôi giày trên tay, mân mê từng đường kim mũi chỉ một cách say mê. Những đường chỉ táo bạo này, cớ sao bấy lâu nay tôi không dám đưa kim? Chúng xuất hiện thật đúng lúc biết bao. Vợ bác suy ngẫm hồi lâu rồi bảo chồng. Muốn biết thật hư ra sao á, đêm nay ông hãy thử thức canh xem ai đã giúp mình đi. Bác Sam gật đầu. Tôi cũng thấy tò mò quá đỗi, xưởng vào ban đêm vốn khóa kín mít, ai có thể đột nhập vào được cơ chứ. Buổi tối hôm đó, bác Sam núp vào một góc xưởng, im lặng chờ đợi. Khi đêm đã về khuya, từ khe cửa sổ nhỏ xíu, hai chú tí hon nằm rất dễ thương, quần áo mỏng manh, đi chân trần, nhảy phóc xuống bàn đóng giày. Bác Sam sửng sốt trước cảnh tượng bày ra trước mắt, nín thở tiếp tục theo dõi. Trên bàn, một chú tí hon dùng kéo cắt da, còn chú kia lanh lẹ khâu từng đường kim mũi sắc bén. Họ vừa làm việc, vừa ngân nga những khúc ca vui vẻ. La la la, la la la. Bác Sam tròn mắt nhìn hai chú tí hon đang miệt mài làm việc, nghĩ thầm trong bụng. Thật không thể ngờ, hai chú tí hon bé xíu lại có thể làm ra những đôi giày tuyệt đẹp như vậy. Đôi tài khéo léo của họ thật xứng đáng để mình noi theo. Chả mấy chốc, những đôi giày đã được hai chú tí hon hoàn thiện, đặt ngay ngắn trên bàn. Hai chú tí hon nhìn nhau mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhảy qua khe cửa sổ. Bác Sam nhìn theo hai chú tí hon biến mất sau khe cửa, mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Sau khi nghe bác thợ giày thuật lại câu chuyện, người vợ ngỡ ngàng nhìn những đôi giày da. Hả? Thì ra mọi chuyện là như vậy. Chúng ta phải tìm cách tạ ơn mấy chú ấy cho phải lẽ ông ạ. Bác Sam đồng tình với vợ. Trời rét như vậy mà hai chú ấy ăn mặc mỏng manh quá, chân lại còn để trần. Tôi tính sẽ đóng tặng mỗi chú một đôi giày nhỏ. Vợ bác nhanh nhẩu tiếp lời. Còn tôi sẽ khâu cho mỗi chú một cái áo khoác, một cái quần và cả bích tất nữa. Chỉ tối nay là xong thôi. Hai vợ chồng bác, người say mê may quần áo với những mảnh vải tí xíu, người tỉ mẩn với những mảnh da tí hon. Họ miệt mài làm những món quà nhỏ để gửi tặng những chú bé tí hon tốt bụng. Tối hôm đó, hai vợ chồng bác thợ giày đặt những món quà tặng cho hai chú tí hon ngay ngắn trên chiếc bàn. Các chú vẫn hay làm việc. Họ nấp vào một góc, hồi hộp mong chờ bóng dáng các chú tí hon xuất hiện. Vào đúng nửa đêm, hai chú tí hon nhảy lẹ làng từ khe cửa sổ xuống chiếc bàn. Vừa nhìn thấy những món quà nhỏ xinh, các chú tí hon nhảy cẩn lên vui sướng. Lần đầu tiên tôi thấy bộ áo quần như thế đấy, còn cả bít tất nữa này. Tôi cũng vậy, suốt ngày đóng giày lớn bé mà chưa một lần thấy đôi giày tí hon đẹp đến vậy. Hai chú tí hon ướm thử đồ lên người, nhảy nhót thích chí. Đẹp quá, đẹp quá à. Đây chắc là quà tặng chủ nhân ngôi nhà này dành cho chúng ta đó.
Vợ chồng bác Sam thích thú nhìn theo hai chú tí hon nhảy nhót ra phía khe cửa. Xem ra họ rất thích món quà của chúng ta. Hai chú tí hon nhảy từ khe cửa xuống sân. Họ vừa nhảy nhót vừa vuốt vuốt quần áo, vui vẻ hát lên những khúc ca yêu đời. Diện vào lịch sự hẳn lên, hỏi còn ai bảo là anh thợ giày. Bỗng nhiên hai chú khựng lại nhìn nhau. Ai chết, mình đến đây là để giúp bác thợ giày đóng giày kia mà. Thấy quần áo đẹp là quên luôn nhiệm vụ mất rồi. Chúng ta mà quay lại thôi. Đúng lúc ấy, một bà tiên tí hon hiện ra trong vầng sáng chói lòa. Bà nhìn hai chú tí hon mỉm cười. Không cần quay lại nữa, các cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Hai chú tí hon nhìn bà tiên sửng sốt. Thưa bà, nhiệm vụ đã xong rồi sao ạ? Trong đó còn nhiều da lắm, chúng cháu muốn đóng thêm cho họ thật nhiều giày. Bà tiên vui vẻ đáp lời. Nhiều cách mấy cũng không bằng niềm say mê mà các cháu truyền cho bác thợ giày ở đó. Nhờ những đôi giày đẹp đẽ được các cháu làm với tất cả sự nhiệt tình, cảm hứng sáng tạo ngủ quên bấy lâu đã quay trở lại với bác ấy rồi. Hai chú tí hon vui sướng nhìn nhau rồi cúi đầu lễ phép trước bà tiên. Thưa bà, giờ thì chúng cháu đã hiểu rồi. Vậy chúng cháu xin phép tiếp tục đi giúp thêm người khác để được trở thành những vị tiên tốt ạ. Từ đó, các chú tí hon không trở lại xưởng của vợ chồng bác thợ giày nữa. Nhưng đúng như lời bà tiên nói, niềm say mê và cảm hứng đã trở lại với bác thợ giày, để bác tiếp tục theo đuổi công việc của mình, làm ra những đôi giày đẹp nhất. Cuộc sống của bác nhờ thế cũng trở nên khấm khá hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!